Ba Đình cho hốt sư Thích Minh Tuệ, Hà Nội bị sấm sét đánh rền trời. Tâm linh là một câu chuyện huyền bí từ hàng ngàn năm qua. Dù khoa học kỹ thuật đã phát triển rất xa, nhưng lòng tin của con người và đấng siêu nhiên vẫn không hề biến mất. Lòng tin và tôn giáo vẫn tồn tại ngay trong hàng ngũ khoa học gia xuất sắc nhất của xã hội loài người. Nói như thế để thấy phần tâm linh vẫn luôn tồn tại, dù có người phủ nhận nó. Trước đây, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương bài trừ đời sống tâm linh của người dân vì sự ngu muội. Họ cho rằng nếp sống văn minh là vô thần. Họ chủ trương phá đền chùa, nhà thờ, miếu mạo của người dân. Tuy nhiên, họ đã thất bại hoàn toàn. Ngược lại, giờ đây không ai mê tín bằng những người cộng sản. Sống đời sống tâm linh không có nghĩa là mê tín. Chỉ có người thiếu trí tuệ mới không phân biệt được ranh giới giữa tâm linh và mê tín. Hiện nay, người Cộng sản rất mê tín, mặc dù chế độ này chủ trương vô thần. Họ mê tín đến mức khi mạng xã hội nói rằng các chủ tịch nước trước đây bị gãy chức giữa đường do chuyện tuyên thệ nhậm chức đều có cùng một anh lính cầm cờ đứng sau. Thế là đến lượt Tô Lâm nhậm chức chủ tịch nước, họ cho đổi người lính cầm cờ khác. Sáng sớm ngày 3 tháng 6, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho bắt sư Thích Minh Tuệ cùng đoàn khuất thực đi theo. Đến tối ngày 4 tháng 6, người dân Hà Nội chứng kiến một trận sấm chớp rền trời. Theo nhiều người Hà Nội thì họ chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đến như thế, với hàng ngàn tia sét từ bầu trời đánh thẳng xuống. Không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là trời phẫn nộ. Chỉ biết hiện tượng này không hề bình thường. Không biết hiện tượng thiên nhiên bất thường này có làm cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chùn tay hay không. Hiện nay mạng xã hội đã có hai luồng ý kiến cho rằng đấy là hiện tượng trời nổi giận. Mặc dù người Cộng sản rất mê tín, nhưng để đạt được mục đích bảo vệ quyền lực và sự trường tồn của Đảng thì họ cũng bất chấp ý trời. Việc cấm đoán đàn áp con người tu tập của sư Thích Minh Tuệ là hành động can thiệp thô bạo vào đời sống tâm linh, không chỉ của vị sư này mà còn của hàng triệu người mến mộ nhà sư. Đồng thời, đây cũng là hành động chà đạp lên quyền tự do tôn giáo của người dân. Họ lo sợ trước ảnh hưởng của nhà sư và lo sợ hơn về khả năng mất kiểm soát đối với đám đông. Nhưng cách làm của họ một lần nữa đã để lại vết nhơ và càng làm mất lòng người dân nhiều hơn nữa. Sư Thích Minh Tuệ đã nhận được sự ngưỡng mộ rất lớn từ xã hội. Đảng đàn áp con người tu tập của ông là thách thức lòng tin tôn giáo của cả một xã hội. Đây mới chính là mối nguy mà Đảng sẽ phải đối mặt. Trước đây, Đảng vẫn luôn mị dân rằng giáo hội Phật giáo do họ dựng nên. Nay, với việc đàn áp sư Thích Minh Tuệ, chính quyền này đã rơi mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước công chúng. Những việc họ làm đang khiến cho dân chúng chán ghét hơn, bất mãn hơn. Họ đang tích lũy thuốc nổ, đến lúc sẽ nổ tung, có thể lật nhào chế độ. Thượng tầng đang loạn, các phe phái đấu đá nhau đến mức sống chết. Tất cả đang kéo vào những cuộc tranh giành bất tận. Và quan chức thì chỉ lo tranh thủ vơ vét thay vì chăm lo cho đời sống của người dân. Như vậy, Đảng đang phạm vào hai điều cấm kỵ, đó là đẩy toàn dân đến sự bần cùng và xúc phạm niềm tin tôn giáo của người dân một cách hết sức nghiêm trọng. Trong sự kiện sư Thích Minh Tuệ, nếu chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khôn ngoan thì tạo điều kiện cho tu tập, như vậy họ sẽ được lòng dân. Tuy nhiên, vì sự vô minh, vì sự tham lam vô độ, họ đã ra tay với nhà sư, đó là họ đang tạo nghiệp và tương lai sẽ nhận quả báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Ba Đình cho hốt sư Thích Minh Tuệ, Hà Nội bị sấm sét đánh rền trời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d. Bắt ô xin Huy Đức và bịt mồm báo chí, phe Tô đang lưu minh hóa bộ máy chính quyền ra sao? Vào ngày 29 tháng 5, thông tin nhà báo Huy Đức bị công an bắt và khám xét nhà đã tràn lan trên mạng xã hội.
Tuy nhiên đến nay báo chí nhà nước vẫn im thin thít, họ đang bị khóa mõm, chưa được phép nói về vụ bắt bớ này. Chỉ đến khi nào Bộ Công an cho phép thì họ mới được nói và phải nói theo nội dung mà Công an cung cấp cho họ. Kiếp báo chí lô bọc, ngay cả trong trường hợp được phép mở mồm thì họ cũng không có quyền đưa tin theo đúng sự thật. Trước đây, ông Nguyễn Cao Chí, đại gia chủ dự án khu du lịch Đại Ninh, cũng mất tích nhiều tháng trước khi ông Tuấn Sô công bố lệnh bắt giam. Cách hành xử của Bộ Công an chẳng khác nào phường trộm cắp. Là cơ quan công quyền nhưng họ lại không công khai việc bắt giữ người, thì đó là bắt cóc, là cách hành xử của xã hội đen. Bộ Công an được mệnh danh là lực lượng chấp pháp, nhưng tức là họ cần phải làm theo đúng quy định của pháp luật, nghĩa là phải công khai, minh bạch và làm theo đúng trình tự tố tụng, chứ không thể giấu giếm. Giấu giếm thông tin bắt người là hành động của một chính quyền không có chính danh. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về Việt Nam rồi âm thầm mang về lên TV, nói rằng tự thú là cách làm của xã hội đen, của băng đảng, tội phạm. Và hành vi bắt cóc của Tô Lâm đã khiến rất nhiều thuộc hạ bị Đức bắt giữ và kết quả bị xét xử tội hình sự, đồng thời cũng khiến chính quyền Slovakia chỉ đích danh Tô Lâm là người nghi phạm chính. Bắt cóc là bất hợp pháp, cho dù là bất kỳ quốc gia nào, Bộ Công an không chỉ bắt cóc một mình Trịnh Xuân Thanh hay Nguyễn Cao Chí mà họ còn bắt cóc rất nhiều người khác, cả trong và ngoài nước. Tất cả những vụ bắt cóc này đều theo kịch bản âm thầm bắt, có thể bắt tại nhà hoặc chặn bắt ngoài đường, sau một thời gian thẩm vấn, thu thập thông tin rồi mới công bố lệnh bắt với báo chí. Trường hợp của nhà báo Huy Đức rất có khả năng cũng theo kịch bản như thế. Hiện nay, Tô Lâm đang củng cố quyền lực ở thượng tầng. Chế độ này vốn đã lệnh lưu manh hóa lực lượng công an từ rất lâu. Tuy nhiên với việc Tô Lâm lên nắm quyền thì mức độ lưu manh hóa còn kinh khủng hơn nữa. Mức độ của sự lạm quyền, trà đạp nhân phẩm người dân sẽ còn cao hơn, nhất là việc bắt cóc sẽ càng trở nên phổ biến hơn. Đây chính là cách làm ưa thích của những tên độc tài khát máu, khét tiếng trên thế giới. Thượng tầng chính trị vẫn đang đấu đá, chưa ngã ngũ. Phe Tô Lâm chưa hoàn toàn làm chủ được cuộc chơi. Nhưng một khi phe Tô Lâm toàn thắng, nắm chắc Bộ Công an thì xem như Tô Lâm sẽ nắm được quyền lực tuyệt đối. Lúc đó, trò chơi bắt bớ tùy tiện sẽ được triển khai theo ý của Tô Lâm. Khi đó, nhà nước này sẽ biến thành nhà nước khủng bố. Tô Lâm đang dọn đường để tiến đến chiếc ghế quyền lực nhất trong đảng bằng bạo lực. Bạo lực với người dân, bạo lực với những ý kiến trái chiều và bạo lực cả với đồng chí của ông. Có khả năng một thời kỳ loạn lạc sẽ bắt đầu với một lực lượng kiêu binh mới lên ngôi. Ở thời điểm này, dù chưa nắm được quyền lực tuyệt đối, mà quân của Tô Lâm đã cho thấy sự lưu manh của một cách rõ rệt. Không biết khi nắm trọn quyền lực trong tay, thì lực lượng được mệnh danh là chấp pháp sẽ còn lưu manh tới mức nào. Vụ bắt giữ một cách âm thầm đối với nhà báo Huy Đức được coi là hồi chuông cảnh báo cho những ngòi bút phản biện. Sẽ không có ai an toàn dù hiểu biết rõ về pháp luật và thái độ ôn hòa. Ở một đất nước mà luật pháp không được nhà cầm quyền coi trọng, thì làm nghề viết, nhất là viết về vấn đề chính trị nhạy cảm, là một hành nghề rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình viết của báo.de với bản tin Bắt ô xin Huy Đức và bịt mồm báo chí, phe Tô Lâm đang lưu manh hóa bộ máy chính quyền ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de